Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy Cursic Estim MS018C rồi nha. Con này hàng bãi về nguyên zin nha anh em nhé. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn đấy. Bít tông và sọc ngang luôn nhá. Bít tông em sẽ sọc ngang. Máy zin hết. Về mới tháo bô kiểm tra nha anh em. Máy mới keng sbang luôn đấy. Bô anh em nhìn này. Bô chưa rửa mà nó còn như mới luôn. Đó, chưa xài bao nhiêu luôn. Đó, bô này. Chưa vết han gì luôn. Áo gió đẹp này. Ốp lam này. Giờ em sẽ đi vào vệ sinh anh em nhé. Lam này nha. Thì em cắt xích mới anh em luôn. Đó, quá ngon luôn nhá. Anh em nào đây chén côn mới có vết chảy tí đi. Máy chất lượng, quá chất lượng. Tất cả bao rim hàng bãi về chưa có rửa nhá. Có đấy, ơi. Ở cái hộp mới lấy về ấy. Nhiều lắm. Đây giờ em gắn vào test nổ cho anh em nhé. Máy về đổ xăng nổ luôn. Sự chưa có rỡ bất cứ cái bình xăng con gì ra luôn. Về đổ xăng là nổ chứ chưa cần phải tháo gì ra nhé. Em nào có nhu cầu mua con này thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Con này thì thông số máy thì y chang con 180. Đó, con này được sản xuất tại Đức nha. Đời trước của 180. Đó. Máy móc kiểu dáng thì y chang nhau luôn. Không khác bất cứ món đồ gì hết. Anh em về gắn đồ 180 đồ sang y chang. Đó. Rồi test nổ, đời này có xả áp luôn nhá. Có tay nắm giật trợ lực này. Con em chưa tháo rồi nhé. Ốc thì con chưa tháo rồi. Này pha hơi nhiều nhớt tí. Nên nó hơi khói nhé. Này rửa lên bao đẹp cho anh em luôn nhá. Đó, con này thì bên em bán giá là 3.800.000 là full bộ cho anh em luôn. Anh em thích rửa em rửa, còn thích để nguyên đất Nhật thì em để nguyên đất Nhật cho nhá. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Cái hàng này thì bao zin anh em tự án Z luôn và chất lượng còn đẹp 90% nhá. Đó, bao chất cho anh em luôn. Rồi em xin cảm ơn toàn thể anh em nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận video tiếp theo của Hoàng nhá. Máy Hoàng rất là nhiều luôn. Hàng đồ có hết nhá. Mấy trăm cây chứ.